thưa quý vị, theo thống kê hiện nay, Việt Nam có 90% dân số mắc các bệnh lý về răng miệng. Thông tin được đưa ra từ Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Toàn Thế Giới năm 2019. Theo điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc, có tới 85% độ tuổi từ 6 đến 8 tuổi đã bị sâu răng sữa, và sâu răng vĩnh viễn thì thay đổi gia tăng theo độ tuổi. Có hơn 80% người có sâu răng vĩnh viễn ở người cao tuổi và người trưởng thành, hơn 60% trẻ em và hơn 80% người lớn có viêm lợn, viêm quanh lợn và viêm quanh răng. Hơn 30% người trưởng thành trở lên có túi mủ bệnh lý quanh chân răng, làm cho răng lung lay, và đây cũng là ổ nhiễm khuẩn lớn. Ngoài ra, còn tỷ lệ rất cao, hơn 80% thanh thiếu niên bị lệch lạc răng cần nắn chỉnh. Trong khi đó, tỷ lệ ung thư vùng miệng cũng gặp ở tại các cơ sở khám chữa bệnh về răng hàm mặt. Mỗi năm, hàng ngàn trẻ em bị khuyết tật hở môi vào miệng được sinh ra. Theo các chuyên gia, bệnh vùng quanh răng phổ biến nhất là bệnh viêm lợi và viêm quanh răng, là nguyên nhân hàng đầu gây ra mất răng ở người trưởng thành. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Tú nhá. Đây thì trước đấy thì răng cô bị đại khái là nó bị vỡ rất là nhiều. Và có một cái là cô từ năm 2009 cô làm cái cầu răng. Hồi đấy là cái công nghệ implant nó chưa phát triển. Thế thì cô cũng đến cô làm cái cầu răng thì nó sau một thời gian nó bị tụt. Tụt thế thì chính vì thế cái khả năng ăn nhai của cô rất là hạn chế. Khi mà mất răng này chúng có làm răng hàm giả khiêm loại. Nhưng mà trong quá trình nhai thì vẫn được, nhưng mà nó vẫn bị hạn chế, bởi vì nó nhiều khi nhai thì cái thức ăn nó dắt vào rất là khó, hoặc là nhai những cái gì cứng thì nó cũng gặp khó khăn hơn. Răng của tôi bị hỏng đã lâu, mất vài chục năm nay rồi. Trước đây bị hỏng thì tôi dùng răng tháo lắp, nhưng mà dùng răng tháo lắp thì nó cũng nhiều cái bất tiện là nó thường hỏng những cái bên cạnh tiếp theo nữa, và đặc biệt là khi ăn uống là nó không được thoải mái, nhai là nó cũng gặp nhiều khó khăn. Các bệnh răng miệng cần được quan tâm bởi nó gây ra nhiều biến chứng. Các biến chứng thường gặp đó là ổ tiềm tàng do viêm quanh răng, sâu răng trong khoang miệng, gây mất răng vĩnh viễn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất giống nòi. Vì vậy, nếu gặp phải các bệnh về răng miệng, cần có phương pháp điều trị phù hợp để tránh mất răng. Hiện tại thì tại Việt Nam cũng như trên thế giới thì có 3 cái phương pháp trồng nhân công răng giả phổ biến đang được áp dụng. Thì phương pháp thứ nhất đấy là phương pháp trồng răng giả bằng phương pháp hàm tháo ra lắp vào. Cái thứ hai đấy là trồng răng giả bằng phương pháp làm cầu răng sứ. Và cái phương pháp thứ ba là phương pháp tốt nhất hiện nay đấy là phương pháp trồng răng giả bằng cấy ghép implant. Phương pháp tối tân nhất gọi là phương pháp hiện đại nhất đó là cấy ghép implant để phục hồi lại những cái răng mất. Thì cái phương pháp implant thì là một trong những phương pháp mà có nhiều ưu điểm nhất. Bây giờ nó tinh tiến gần nhất với một cái răng thật. Ưu điểm lớn nhất của cái implant đấy chính là cái vấn đề mình không mình khi mình trồng răng implant ấy thì mình sẽ không phải mài các cái răng thật còn tốt ở bên cạnh, giống như là phương pháp cầu răng. Một cái ưu điểm cũng rất lớn của implant nữa đấy là cái khả năng hồi phục lại cái sức nhai rất là tốt. Thông thường nó sẽ khi mà cấy ghép implant tốt thì nó sẽ hồi phục lại 100% sức nhai. Cái thứ ba nữa là thẩm mỹ, răng implant thì nó rất là giống với răng thật của mình, tức là cái thẩm mỹ mà khi mà cấy đúng thì thực sự cái răng implant là một cái răng khỏe mạnh hoàn toàn, nó giống y chang như một cái răng khỏe mạnh của bệnh nhân trước lúc mất. Tại nha khoa Lạc Việt, chúng tôi tiếp nhận khoảng hơn 3.000 ca mất răng do bệnh răng miệng mỗi năm gây ra. Mất răng gây ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, thẩm mỹ và sức khỏe của chính bản thân bạn. Do vậy, cần phải quan tâm chữa trị và dự phòng các bệnh về răng miệng càng sớm càng tốt. Lời khuyên dành cho bạn: đánh răng và vệ sinh răng miệng thường xuyên, khám nha khoa định kỳ 6 tháng một lần, uống nhiều nước cũng giúp giữ cho răng của chúng ta sạch sẽ, tránh thức ăn dính có hàm lượng đường cao, tránh đồ uống có ga có chứa axit làm mòn men răng. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.